Xin chào các bạn, mình là Minh Tuấn. Mình là Minh Thủy. Ừ, thì hai đội mình đều đến từ Beyond Photography. Và như lần trước có chia sẻ trên base, đó là hai tụi mình sẽ làm một cái podcast. Và nếu mà được ủng hộ thì sẽ làm về lâu về dài những cái cuộc trò chuyện như thế này. Thì tất cả những cái điều mà tụi mình trao đổi với nhau đều là cách mà cả hai người cùng suy nghĩ. Cho nên là nếu các bạn có góp ý gì hoặc là có muốn tranh luận gì thì có thể thẳng thắn gửi những câu hỏi về cho tụi mình. Xin cảm ơn. Rồi, ok. Thì như buổi trước đã nói thì lần này mình sẽ hỏi han một chút về Thủy, về cách làm project hoặc là về những cái điều gì mà Thủy đã học được, những điều gì mà Thủy thấy quý giá nhất để cùng chia sẻ với mọi người. Vậy thì đầu tiên á, cái project của Thủy thì đã public lên base rồi, và mình muốn hỏi đó là làm sao mà Thủy có cái ý tưởng để làm ra cái bộ ảnh đó. Với bộ ảnh mới nhất á, thì cái điều đó nó tới trong một cái buổi ngồi xem phim. Mình nhớ đó là bộ phim Hoài niệm của Andrei Tarkovsky. Có nói một câu là người ta đã bấn cái cây ra khỏi nước rồi. Nhưng từ cái hình ảnh nó, từ một câu nói đó thôi, một lời thoại thôi, mình hình thành nên ý tưởng về cái bộ ảnh. Mình nghĩ là tại sao người ta lại phải nhổ cái cây lên khỏi nước đó, tại sao người ta không để cho nó để yên ở trong nước. Và mình bắt đầu phát triển tiếp, mình đặt nhiều câu hỏi và phát triển nó lên thành một cái series. Em làm cái project này á, tổng cộng thời gian hoàn chỉnh từ lúc em ngồi xem cái phim đó xong cho đến lúc mà em hoàn thành biên tập và em bắt đầu giới thiệu nó đến với mọi người thì khoảng thời gian là bao lâu nhỉ? Nghĩ là tròn tròn khoảng một tháng từ lúc mà xem cái phim đó, rồi hình thành phát triển ý tưởng là cũng phải mất 2 đến 3 tuần, à tháng rưỡi, 2 đến 3 tuần, chụp thì cũng khoảng 2 tuần. Sau đó túc tát lại cái thứ, bổ sung cái thứ thì khoảng tuần nữa, trong khoảng 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi là mỗi ngày em chụp bao nhiêu tiếng? Mỗi ngày đều chụp, mỗi ngày luôn, trong khoảng vòng 2 tuần đó mỗi ngày đều chụp khoảng 4-5 tiếng. Thì nếu mà tính ra vậy thì cũng khối lượng công việc thì cũng khá nhiều ha. Thế em chụp tổng cộng là bao nhiêu tấm hình? Em nhớ em chụp tổng cộng là khoảng 4-5 ngàn tấm hình vậy đó. Mỗi ngày thì mỗi ngày đều trở về với vài trăm tấm. Vài trăm tấm ha. Thế thì ý là làm sao em biết là mình xong á? Ý là mình xong cái phần của cái ngày đó? Nhiều khi cũng không xong. Thì nghĩ là khi mình đã có một cái kế hoạch, bản kế hoạch cụ thể và có script từng phần, với câu chuyện thì em chia ra phần nhiều phần. Thì em sẽ biết được là hôm nay em sẽ đi ra ngoài em chụp cái phần nào. Và đêm khi về thì check lại, review lại, em đều review ảnh mỗi ngày. Sau mỗi buổi chụp về thì mình sẽ biết là mình còn thiếu cái gì và mình được cái gì. Thì khoảng thời gian đầu đó, nó khá là khó khăn á, nó tốn khá là nhiều thời gian để mà phải đi tìm địa điểm và làm quen. Nghĩa là mình có câu chuyện rồi, mình có ý tưởng, có kế hoạch rồi, nhưng mà thật sự mình vẫn phải cần thời gian để làm quen với nó và để cho nó thấm vào mình á. Thì đó. Vậy thì cái bộ này nó có khác với lại cái bộ trước, có một cái bộ trước em từng làm không? Tức là về cái cách mà em diễn đạt á, cái cách em nói ở trong hình á. Bộ này khác rất là nhiều với bộ trước á. Thực sự thì trong đời em mới làm tới 3 bộ thì bộ nào cũng khác cả. Bởi vì em biết là mình đang trong quá trình học á, thì cái sự khác nhau này á, nó là dấu hiệu cho cái chuyện là mình đang đang phát triển. Mình đang tiến lên. Thì với bộ trước á, em cái cách nói của em không có chụp gì, nghĩa là em dùng, nghĩa là em đi vòng quanh rất là nhiều, kiểu là giống như hồi xưa mình làm văn á, mình có mở bài gián tiếp á, thì bộ hồi xưa em làm gián tiếp em phải dùng rất là nhiều thứ medium khác, và nghĩa em tô, em vẽ lên và để cho cái cách nói của em nó
không có đanh thép lắm á. Ừ. Không đanh thép lắm, nhưng bộ này thì em cảm thấy em muốn nó trực diện hơn, muốn nó ngắn gọn, muốn xúc tích hơn và nói bắt phát bắt chúng luôn. Ừ. Chứ không có đi vòng quanh vòng quanh, cuối cùng nó kết luận. À, anh hiểu rồi. Vậy thì á, giờ hỏi câu gì nha, ý là em thấy mình đã có voice chưa, mình đã có cái voice, có cái riêng của em ở trong cái nhiếp ảnh của em chưa hay là sao? Em nghĩ là chỉ với ba cái project và trong quá trình học và project nào cũng có một cái khoảng cách giữa các project như vậy, bởi vì mình đang học á. Thì em nghĩ là em chưa thể khẳng định em có voice được. Nhưng em biết là cái xu hướng lựa chọn của mình là vậy. Và nếu như em tiếp tục làm nhiều project hơn nữa thì em chắc chắn khẳng định là em sẽ thể hiện được cái voice đó ra của em. Và thật sự em không có đi tìm. Ê, vậy thì ba cái project của em á, thì em làm trong vòng, đấy là cái khoảng thời gian mà cho đến bây giờ, tức là ba cái project của em project nó đầu kéo tiên, dài. Thứ ba là nó kéo dài không, và ý là cho mỗi cái project á, ví dụ như là cái đầu tiên hoặc là cái thứ hai, cái thứ ba, thì hãy cho vài điều đáng nhớ nhất á, tại mình đang chia sẻ với các bạn thì mình kiểu nhanh gọn lẹ tóm gọn thôi. Thì cái project đầu tiên làm trong 4 ngày. Bởi vì bị ép trong một cái workshop. Thì 4 ngày đó, nhưng mà thực sự là ảnh chỉ xài được của 2 ngày cuối thôi, còn 2 ngày đầu là coi như bỏ cả. Bởi vì lúc đó thực sự là mình chưa biết gì về nhiếp ảnh cả. Thì cái điều đáng quý nhất của cái project đầu tiên á là dám thử, dám làm cái điều mình chưa bao giờ làm. Có rất là những cái điều mình chưa bao giờ làm trong cái project đầu tiên đó, ở một cái nơi xa lạ như vậy, và tự thân một mình và dám thể hiện bản thân mình, nghĩa là bộc lộ bản thân mình đó. Hai điều quý giá nhất trong cái project đầu tiên là dám làm điều mình chưa làm và dám bộc lộ bản thân. Cái project thứ hai á thì làm trong vòng cũng khoảng 1 tháng. Và cái đó nó cũng rất là khó khăn, bởi vì mình cũng ở trong giai đoạn đầu mà cảm giác bỏ cuộc, sắp bỏ cuộc tới nơi rồi. Nhưng mà cái đáng quý nhất của cái project thứ hai là không bỏ cuộc. Chỉ là dù cho tất cảm giác như là trời, mình không thể nào chụp được nữa, mình muốn đặt máy luôn rồi, mình không thể nào mà có tinh thần, có đủ trí óc minh mẫn để mà mình chụp nữa, thì sáng sau ngủ dậy mình vẫn thấy mình cầm máy ảnh, mình bước ra và mình vẫn chụp tiếp. Là mình không bỏ cuộc giữa chừng mà mình đi đến cuối cùng luôn. Và còn cái này, cái gần đây nhất, cái gần đây nhất thì mình lại phát hiện ra cái năng lực của mình là chuyện về quá khứ bỏ lại quá khứ. Nghĩa là mình không hề bị ảnh hưởng bởi những cái sự khó khăn của những lần làm project trước làm ảnh hưởng tới mình lần này. Nghĩa là Đấy là có sự tiến bộ ha, có biết cách xử lý, phải làm gì với nó đúng không, hay là ý em là những gì em đã làm xong rồi em đặt xuống, em đi tiếp á, em thử cái mới, không có giới hạn mình. Project thứ ba là lại tiếp tục thử cái mới, và mở rộng cái ranh giới mình ra, cho phép mình là tất cả mọi thứ luôn, không đóng khuôn mình ở bất cứ gì hết. Ê, nếu mà anh thấy là cái việc mà cái cách mà mình ý là em truyền cái ý tưởng vào trong cái project của em thì nó bắt nguồn từ cái việc là mình chỉ là coi phim thôi đúng không? Nhưng mà hai cái project trước thì sao? Hai cái project trước, thực ra cả ba project á, nó đều là về câu chuyện, một cái trải nghiệm cá nhân của em. Nhưng mà cái project đầu tiên là em đã muốn làm từ rất lâu rồi, vài năm rồi, nhưng mà chỉ là lúc đó chưa có biết cách thôi. Chưa có biết cách tiếp cận đúng với nhiếp ảnh, chưa thể nào làm được, nên khi mà đã có cơ hội thì em làm. Còn cái project thứ hai á, nó là một cái xung đột trong gia đình. Nó cũng thâm căn cố đế cũng mười mấy năm, rất là lâu rồi, và em cũng đã rất muốn nói từ lâu rồi, nên khi có cơ hội em cũng nói. Anh hiểu rồi. Tức là em đã có những cái điều em muốn nói.
có trăn trở, có sẵn sở sẵn rồi. Vậy thì giờ câu hỏi đặt ngược lại là nếu như ví dụ như giờ em không có cái điều gì em muốn nói thì sao? Tức là nhiều khi em sẽ nói hết tất cả những cái điều em muốn nói, em kể chuyện đời của em xong rồi, thì giờ em sẽ làm sao với một cái việc là em không còn một cái gì để em nói ra nữa, thì đó thì tiếp theo em sẽ định làm project gì? Nãy giờ mình đã bàn về ba cái project trước, nó là ở trong quá khứ, nó đã là hoàn thành rồi. Bây giờ em có cái ý tưởng gì mới cho cái project tiếp theo của em chưa? Thật ra thì sau ba project á, em nhận ra là chuyện đời em xong rồi. Ý là khi mà làm xong và em xem lại á, cứ lâu lâu em mở nó xem lại thì em nhận thấy là tất cả nó chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân á, và đối với em như thế nó cũng chưa đủ, em muốn đi xa hơn nữa. Thì chuyện cá nhân mình á, nó như là một cái nhật ký á. Thì mình giải tỏa cảm xúc của mình, giải tỏa những trăn trở của mình, mình nói xong rồi thì là nó xong. Thì chấm dứt, mọi thứ chấm dứt ở đó. Vậy em muốn đi xa hơn. Đi xa hơn là mình nói về chuyện người khác, mình nói về chuyện toàn cảnh cuộc đời người ta, đúng không? Giờ mình nói chuyện đời mình xong, mình nói chuyện đời của người ta, đúng không? Và đời người ta rồi cuối cùng là cuộc đời nói chung nữa. Cuộc đời nói chung, một cái gì đó nó phổ quát hơn và nó rộng lớn hơn, nó không chỉ bó hẹp lại chỉ trải nghiệm cá nhân không. Anh hiểu rồi. Có cái hồi bữa em được cái học bổng của Seven Academy. Vậy thì cái tức là làm sao mà mình có được cái học bổng, nó dễ là khi người ta chê một cái bản submit ở bên ngoài cái câu chuyện là hình của em rồi á, thì em chia sẻ những điều gì với trong cái bản câu hỏi đó, thì em có thể nói lại với anh được không, để cho mọi người cùng hiểu được là cái cách em suy nghĩ về với bạn là sao á. Thực ra ta hỏi nhiều lắm làm cũng chết. Nhưng mà em nhớ nhất một cái trong đó là thực ra cũng một vài lần đi submit á, thì em luôn có cái điều này là mình cũng biết là trong xã hội của mình đang sống á, nó có rất là nhiều giới hạn, nó liên quan rất là nhiều thứ, chính trị, văn hóa, cái thứ đi. Thì bản thân em là một người, em biết em có cái tinh thần tự do, kể cả trong chiếc bản cũng vậy, em muốn vượt qua tất cả mọi ranh giới, em không có muốn bị giới hạn ở đâu hết. Thì trong cái xã hội mình đang sống thì mình lại có rất là nhiều giới hạn vậy, em cảm giác là mình bị kiểu tay chân mình bị trói á. Thì em có chia sẻ điều này là em muốn nói về, ít nhất tại thời điểm này thì em muốn nói về cái xã hội mình. Em muốn bày tỏ được là cái chuyện mà con người mình bị giới hạn ở trong thực tại, đúng không? Và mình thậm chí mình còn không nhận thức điều đó nữa. Trong một cái xã hội mà nó cũng đã dần xuống cấp lắm rồi. Và thực sự là cái điều mà một cái tip mà để em nhận học bổng là em luôn nói là ở Việt Nam không có mấy cái này và luôn bị giới hạn. Việt Nam không hề bao giờ có những cái thứ như thế này, và tất cả mọi người cũng biết là mình bị kiểu censorship ấy, hay gì ta, kiểm duyệt á, bị kiểm duyệt, mình bị kiểm duyệt rất là nhiều, nên là đầu tiên mình phải biết là mình bị kiểm duyệt đã. Rồi sau đó mình mới hiểu là cái chuyện mà kiến thức mình, tại sao tư duy của mình vẫn đứng tại chỗ vậy, tại sao mình không hề có kiến thức, thì là bởi vì mình những cái thứ bên ngoài nó không thể nào du nhập vào được. Đó là cái chuyện mình bị giới hạn. Em luôn bảo ở Việt Nam không có những cái này, và em luôn luôn mong có cơ hội được bước ra ngoài, đi ra ngoài tiếp thu những cái tinh hoa mới của nhân loại. Thì thật sự ở đây mình không hề có tinh hoa nhân loại gì ở đây cả. Rồi, ok. Anh hiểu rồi, ok. Mọi người nhớ nha. Đó là một cái tip nhỏ nhỏ để khi mình đi submit, hoặc là mình đi kiếm học bổng, hoặc là mình làm một cái gì đó khác, thì hãy để cho những cái người mà đọc những cái lời đó của bạn biết được là bạn đang muốn cái gì á, thật sự muốn cái gì, có cái mục tiêu gì, chứ mình không có thể một cách chung chung được là tôi chỉ yêu nhiếp ảnh, hay là tôi chỉ đam mê nó, hay là tôi muốn học để phát triển bản thân, bla bla bla, cái thứ như vậy thì nó bị chung với mình. Thì ra thì em nói đi. Và ý là thật sự cho người ta hiểu là mình đang thiếu cái gì, và
cung cấp cho mình á, mình thật sự mình sẽ dùng nó, mình sẽ nhận nó và mình sẽ phát huy nó, mình để cho người ta biết được cái điều đó thì người ta sẽ cho mình. Đó là một số điều mà anh nghĩ qua cái việc chia sẻ lần này á, nó sẽ tạo động lực hơn với những bạn đang làm project. Còn cái chuyện mà những bạn nào đang có ủ mưu, đang lên kế hoạch hoặc đang mong muốn làm thì anh nghĩ là vẫn điều đầu tiên á, thì mình hãy thử làm đã, bắt đầu làm á, đừng có suy nghĩ về câu chuyện là mình có biên tập hình được hay không, hoặc là mình có phong cách cá nhân hay không, hoặc là mình làm được gì lớn lao hơn. Điều đầu tiên mà thế ra thì dĩ nhiên là trong hai cái bộ sau thì anh là người hướng dẫn cho em, thì anh cũng biết là em có những cái khúc mắc gì, những cái điểm nào được và những cái điểm nào chưa được, nhưng mà cái quan trọng nhất anh vẫn muốn nói với những người đang thực sự muốn làm một cái project, đó là mình hãy chỉ làm nó thôi. Mình bắt đầu làm và khi mình càng làm á thì mới càng đi tiếp được, và nếu mà thực sự mà đã làm mà quá bế tắc thì vẫn còn sẽ có nhiều người giúp đỡ mình. Ví dụ như là đó, ví dụ như anh thì anh có thể cùng em để giúp cho các bạn về việc biên tập hình hoặc góp ý. Thì những cái điều này thì trước giờ thì mình vẫn công bố trên base, vẫn làm về hỗ trợ thôi chứ không có tính toán tiền bạc gì ở đây hết. Tại vì quan trọng là nhiều khi cái mà các bạn làm được nó sẽ là một cái thứ mà thay đổi cả suy nghĩ, cả giống như là cả cuộc sống của bạn sau này nữa. Thì mình xem cái đó nó là cái phần thưởng quý giá nhất trong cái chuyện là mình đi hỗ trợ các bạn. Thì đó cũng là một trong những cái trăn trở của em bây giờ, là mình chưa thật sự tìm được một cái cộng đồng như vậy á, là mình chưa thật sự có một cái người mà có chung cái tiếng nói và nhìn cùng phí về nhiếp ảnh. Cái em là chưa thực sự tìm được những người để có thể ngồi lại cùng nhau và chia sẻ những cái điều này á. Cảm giác như là mình cứ cảm giác như là hai tụi mình nói chuyện với nhau hoài thôi đúng không? Mình cứ ném hòn sỏ dưới xuống cái đó, lấy hồn xuống, cái xong hòn sỏ nó lặn luôn, không có hồi đáp nữa hết. Thì khá là buồn á. Ý là không phải buồn, là kiểu buồn phiền về, nhưng mà mình vẫn mong là mình có một cái cộng đồng để cùng nhau phát triển á. Bởi vì nhìn vào tình hình với bạn Việt Nam thì đã quá cám cảnh rồi, mà chỉ còn nhìn chích qua một phía xíu thôi, qua những người láng giềng của mình thôi, là mình đã thấy rất khác rồi, chưa nói gì về những cái nơi mà với bạn nó thực sự mạnh nữa. Thì em cảm thấy khá là đáng tiếc á, vì không phải là mình không có cái văn hóa của mình không giàu đẹp, mình có chứ bộ, có rất nhiều thứ trong xã hội mình, trong truyền thống văn hóa của mình còn được nói bằng nhiếp ảnh, nhưng mà thực sự là không, chưa, nó đang bị bỏ phí, bị lãng phí đi á. Thì câu chuyện hiện tại thì anh thấy được đó, đó là việc dùng nhiếp ảnh như là một phương tiện, như là một công cụ để nói lên một cái điều gì đó mà mình thật sự quan tâm á, nó vẫn chưa diễn ra. Và hiện tại thì công cụ, hiện tại nhiếp ảnh nó vẫn là một cái công cụ dùng để đi mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn á. Và nó xem nó là một cái nghề. Và thực sự kể cả khi xem nó là một cái nghề thì đó, thì quan trọng là chuyện cuộc sống, chuyện mưu sinh thôi. Cho nên là những cái vấn đề khác thì nó lại không có được đặt nặng hơn. Thì cả năm trời anh cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn chụp ảnh, mà thì đôi khi dù các bạn biết là các bạn đã chọn cái câu chuyện mà chụp thương mại hoặc là chụp để kiếm tiền để mưu sinh, nhưng mà các bạn vẫn rất là băn khoăn, vẫn rất là chăn trở về cái việc là thực sự mấy bạn cũng muốn chụp cho bản thân của mấy bạn. Mấy bạn cũng muốn làm này làm nọ làm kia, mấy bạn cũng muốn, tại vì anh thấy là đa phần những cái bạn mà chụp như vậy, chụp thương mại hoặc là chụp theo kiểu để kiếm gì đó cho mình đó, thì nhiều khi vẫn quay lại hỏi là làm sao để có phong cách của mình, làm sao để có cái voice của mình, hoặc là làm sao để khi mình nhìn hình của mình chụp thì người ta biết đó là mình. Nhưng mà tại vì bạn đã không bao giờ nói cái tiếng nói của bạn á, thì đúng là nó là như vậy. Và chỉ khi bắt đầu bạn nói cái tiếng nói của bạn thì bạn mới biết cách
nói nó như thế nào, nhấn nhá ra làm sao để người ta nghe được cái tiếng nói của bạn thôi. Thì quay lại câu chuyện, đó chính là cái việc mà nhiếp ảnh giống như là tức là mọi người đang làm theo một cách, mọi người xem nó không thực sự kiểu quan trọng để giải bày những cái thứ mà mình muốn nói á. Mọi người vẫn chưa bắt đầu làm cái chuyện đó, cho nên là kể cả cái cách mà anh truyền lại cái suy nghĩ hoặc là cái cách anh tư duy cho mọi người thì kiểu vẫn thấy kiểu beyond photography đó là một cái thứ gì xa lạ lắm. Nó giống như là kiểu không biết là đang dạy về cái gì, đang nói về cái gì, và quá là nặng tính lý thuyết hoặc là quá là học thuật á. Rồi nói những cái câu chuyện giống như là nó không liên quan đến cuộc đời của mình vậy á. Cuộc đời của mình là chỉ chụp hình xong rồi về retouch, xong rồi về up lên rồi vậy thôi, chứ đâu có cần cái gì phải quá quan trọng đâu. Rồi thi thoảng mình muốn có ý tưởng thì mình dùng hình nó để kể chuyện, mình kể chuyện đó. Thì thế em nhớ là cái lúc mà cái lần đầu tiên mà em tìm tới anh á thì em đang bị mắc kẹt chính chỗ đó, nghĩa là em thấy toàn cảnh nhiếp ảnh bây giờ nó đang hiện ra, cái hiện trạng nó đang như vậy, nhưng mà trong thâm tâm em biết được là nó còn nhiều hơn cả thế. Em chỉ là không biết phải nhìn thấy bằng cách nào thôi, phải nhìn thấy cái phần mà chưa được lộ rõ ra đó bằng cách nào thôi, chứ em trong thâm tâm em biết là nó còn nhiều hơn thế nữa, còn rất rất nhiều hơn thế nữa. Và em nghĩ mọi người đang bị trói trong một cái vòng á, trong một cái vòng tròn á, họ lại bị tự giới hạn với thân mình á, trong cái không gian hẹp rất là nhỏ như vậy, trong chính cái tư duy của mình. Thì nhiếp ảnh nó không chỉ như vậy, nhiếp ảnh không chỉ như vậy, nhiếp ảnh còn nhiều hơn thế nữa, rất nhiều hơn thế nữa, nó có thể nó vô tận, mình không thể nào mà biết hết được. Nhưng mà ngay đầu tiên mình phải biết là nó vô tận cái đã, mình phải biết là nó không dừng lại đó, để mình bước ra, đi xa hơn, mình vượt qua chính mình nữa. Nhưng mà nếu như mà mình muốn nói, mình muốn có cái voice mà mình cứ quanh quẩn đi đâu đó, rồi mình cứ ở trong cái vòng tròn đó với tất cả những cái thì cái anh biết là cái cuộc trò chuyện này thì nó đã diễn ra hàng trăm lần với hai tụi mình rồi, thì cũng không có phải là cái điều gì nó quá lớn lao hoặc là phải chê bai gì trong cái công chuyện là đi kiếm tiền, thì ai cũng phải sống, ai thì cũng cả mưu sinh thôi. Nhưng mà em chỉ muốn nói là nó còn nhiều hơn là cái chuyện đi kiếm tiền ấy. Cho nên nó là, nhiều hơn thế. Ừ, thì cho nên là lâu suốt ngày anh toàn đi lên fanpage xong rồi anh post những cái bài post để đi tìm bạn, để tìm những cái người mà cùng có tiếng nói á. Thì ra thì cũng chỉ để xây dựng, để làm một cái gì đó nó tốt hơn thôi, chứ còn thì nó là như vậy. Thì ra thì nếu mà những ai nào đó đang muốn làm project hoặc là đang muốn kiểu có những người bạn mà thực sự mà cảm thấy là nghiêm túc với nhiếp ảnh á, nghiêm túc thật sự với nhiếp ảnh, hoặc là kiểu muốn đương nhiên là sẽ không phải là dạng là sống chết hoặc là thở bằng nhiếp ảnh hoặc là như một thói quen hay là cái gì, nhưng mà thực sự là nếu cần có những người mà nghiêm túc trong cái việc mà suy nghĩ trò chuyện đó, và nếu mà thích những cái việc mà cả Tuấn và Thụy chia sẻ thì hãy gửi những câu hỏi hoặc hãy cứ inbox làm quen thôi. Tại vì mục đích của cái podcast này là chia sẻ những cái suy nghĩ của thực tâm của cả Tuấn và Thụy, nhưng mà ngoài ra thì cũng là những mục đích là kiểu các bạn bốn phương á. Tại vì cái podcast này dành ra là chỉ để cho mọi người mà, cho mọi người chứ không phải là cho riêng gì hai tụi mình. Tại vì mình thì cứ nói với nhau hoài rồi đúng rồi, nói đến chán, nói đến không buồn nói rồi, cho nên là đó là cái chuyện quan trọng mà mình muốn làm cái podcast này. Em cảm thấy là ngoài cái chuyện mà mình phải thành thật trong nhiếp ảnh, mình thành thật với mình á, mình còn phải thành thật với cả những cái ảo tưởng của mình nữa. Mình biết là mình đang ảo tưởng ở chỗ nào, chứ cái năng lực mà tự phê phán mình, critical thinking đó hả, để mình có thể bước ra ngoài nhìn bản thân mình để biết là mình lại đang tự trói mình ở khúc nào, điểm nào có thể đi tiếp được. Mình tất nhiên là mình không bao giờ đã kích chuyện nhiếp ảnh mưu sinh hay nhiếp ảnh thương mại, nhiếp ảnh gì cả, nó cũng chỉ là một loại thôi, nó một hình thái khác thôi, một cách khác. Nhưng mà mình chỉ đang muốn nói là
Tức là trong khả năng của mình á, đấy là mình còn làm nhiều hơn được thế nữa thì đừng chói mình. Và khi mà làm như vậy thì mình hãy thật sự nghiêm khắc với bản thân mình, để mình tìm cho ra được một cái con đường. Và cái con đường đó chính là cái con đường để cho tụi mình cũng có thể gặp nhau á, thì đó. Và mình rõ ràng không nhập nhằn cho cái chuyện là đừng nghĩ là mình biết hết rồi và mình chỉ dừng lại đó thôi. Nhiếp ảnh chỉ dừng lại đó thôi. Đó là cái chuyện mà em nói là phải, mình phải thành thật với cả ảo tưởng của mình nữa. Luôn luôn phải tự hỏi mình là còn gì nữa hay không. Chắc chắn là vẫn còn, không thể nào không còn được. Phải luôn hỏi là như vậy để mình có thể đi tiếp. Thì cái cách, kiểu cách mà kể cả Tuấn muốn truyền đạt cho mọi người, hoặc mình muốn nói với mọi người, đó là hãy luôn đặt cho bản thân mình những câu hỏi á. Mình đã thật sự làm được chưa? Mình đã làm chưa đã? Mình đã thật sự làm nó tốt chưa? Những cái nào mà mình chưa làm được, và những ai biết sửa những cái mà mình chưa làm được, hoặc là những ai có thể cho mình những cái lời khuyên đó. Tại vì các bạn đã sẵn sàng muốn có một người hỗ trợ trong cái chuyện giúp ảnh thì tụi mình rất sẵn lòng thôi. Tại vì thì ra thì kể cả ở trong những cái khóa học của tụi mình thì kiểu cũng moi móc hết ruột gan tâm can ra mà để nói cho nhau nghe, để cổ động nhau, để đưa nhau hướng về phía trước á. Chứ đó là cái cách mà tụi mình muốn, cái cách mà muốn chia sẻ về những cái kiến thức mà trong quá trình mà tụi mình suy nghĩ cùng nhau, nói năng cùng nhau, hoặc là thậm chí thực hành cùng nhau, tụi mình muốn chia sẻ hết. Nhưng mà chỉ có điều là tụi mình chưa tìm đúng được đối tượng để chia sẻ thôi, chứ thì ra thì cũng chẳng có gì mà để mà giấu. Thì rất mong là nếu mà ai vẫn đang ngồi nghe những lời này thì hãy đến, tại vì thì cả hai tụi mình thì cũng là kiểu người không có muốn muốn show, muốn hiện hồn lên để kêu réo, nhưng mà lúc này thì đã quá muốn có một cái gì mới ở trong cái nói chung là muốn có những người bạn mới rồi để cùng trò chuyện với nhau. Thì thực ra thì hai mình thì cứ quanh quẩn lại nhau thì đi nhanh thì rất nhanh, đúng không? Đúng rồi, đi nhanh. Nhưng mà mình muốn đi xa, muốn đi xa, đường dài. Với lại trong cái about mà giới thiệu và photography là muốn đặt lại vị địa thế của nhiếp ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới mà, cho nên là mình phải làm nhiều hơn. thì phải đặt á, tức là phải cùng với nhiều người cùng đặt với tụi mình á thì mới được. Thì qua một vài lần mà đi tham gia giao lưu quốc tế với các bạn nhiếp ảnh gia quốc tế, sau cái thứ cái kiểu á, thì để ý là ít người Việt Nam hả? Thường rất là nhiều các bạn về Ấn Độ này, Nepal, hoặc là những cái mình đang tính ở khu vực châu Á thôi nha. Chứ còn phương Tây thì mình chưa nói, thì mình chưa có dịp đi phương Tây. Mà chỉ tính riêng khu vực châu Á thôi á, thì các bạn Ấn Độ rất là nhiều, rất là mạnh. Và họ thực sự nhiếp ảnh có thực sự là một cái gì đó, chứ không chỉ là và họ đã bắt đầu dùng nhiếp ảnh để nói những từ rất lâu rồi, từ rất 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 lâu rồi, và họ nói được, họ làm được và họ nói được. Dĩ nhiên không phải là không có cái chuyện mà họ dùng nhiếp ảnh để mưu sinh, tất nhiên có chứ. Có chứ. Nhưng mà họ rõ ràng trong cái chuyện nhiếp ảnh để nói, nhiếp ảnh mưu sinh, hai chuyện khác nhau. Vì họ nói là họ rất nói luôn á. Họ nói họ rất nói. Thì đó, khi mà mình đi giao lưu vậy á, có những cái buổi cọ sát như vậy á, mình phát hiện là tình cảnh nước mình thật là hiểu quá đúng không? Hiểu quá, và thấy mình dường như là mình cảm thấy mình bị áp đảo luôn á. Cái cách mà kể cả cái cách mà các bạn bên đó họ tư duy nữa, họ đi xa khỏi mình rất 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 lâu rồi, bây giờ mình mới bật bỏ thôi. Mình cảm thấy rất là tiếc á, mình không nên phí thời gian nữa á, mình phải thật sự mình phải làm cái đó ngay bây giờ đi. Trước khi có tất cả mọi thứ nó quá muộn. Ok, nó là như thế. Thì lần này thì cả hai tụi mình thì đều muốn chia sẻ những cái thứ nhỏ nhỏ trước vậy thôi, để xem coi thử là mọi người có thật sự muốn nghe nữa không, hoặc là có không kiểu nghe không nghe nữa là dẹp luôn. Tại biết bao nhiêu tâm sự thì cũng đưa vô đây trước rồi, về những cái lần sau thì tụi mình sẽ trò chuyện nhiều hơn về cách suy nghĩ, cách tư duy, hoặc là những cái kiến thức mà bổ ích cho các bạn đó. Còn lần này thì mình chỉ dừng ở việc là chia sẻ về project, chia sẻ về
nhiếp ảnh ở xung quanh mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại, đúng không? Nếu mà làm tiếp. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.